Nè, hôm nay á, đeo cái kính vào. Hôm nay á, em xin kể một cái câu chuyện mà giờ khóc giờ cười. Không biết các bác có giống em không? Nếu giống các bác share cái clip này cho em cái nha. Câu chuyện kể rằng, một cô gái mê thể thao bóng đá như tôi và mê bóng BD trên mạng xã hội. Và cái ngày mà mình đi xem bóng đá thì số mình cũng duyên lắm. Ngồi cạnh hai cô gái. Hai cô gái mà phải gọi rằng là mình không mình khoan nói đến chữ nhan sắc ở đây nhá. Mình không nói chữ xấu hay đẹp mà dễ nhìn hay không dễ nhìn. Mà mình đang nói đến góc độ rằng là phụ nữ là phải ý thức được việc mình đẹp hay xấu và mình xấu tại đâu và mình đẹp chỗ nào. Cái nào đẹp thì khoe ra, cái nào xấu xa thì gấp lại. Đằng này cô gái, người con gái đấy, cả một hiệp một của trận bóng đá, người con gái đấy, hai cô gái đấy dựa vào nhau và chụp hình selfie mọi góc. Và các bạn phải nhớ, đội tuyển Việt Nam, quốc gia Việt Nam ấy mà đã đá ở sân vận động Mỹ Đình ấy, thì không có một chỗ trống nữa các bác nhé. Vậy mà hai cô gái thản nhiên chụp hình cả một hiệp một 45 phút. Và rồi ạ, em hỏi các bác là nó có cái gì khác nhau không khi mà ngồi bên trái là ba đứa trẻ, ngồi bên phải là em. Nhưng một cái điều là dù cái chân đoạn này, đoạn này không dùng cái đoạn này này, em kể các bác cái đoạn này này, cái đoạn này này, cái má đùi này này, các bác có thể không trắng nhá, nhưng mà các bác phải mượt. Ui rồi ôi, chân bạn đấy mốc như em ngày xưa các bác ơi, chân bạn đấy mốc như em của năm 75 các bác. Năm 75 trước là ví dụ như chị em là nước thì không uống, hay không, nước thì không uống. Hai cái bẹn, hai cái phần má đùi này nó mốc trắng ra hai các bác. Ui rồi ôi trời, thì Hanh đã bảo rồi, mua cái dưỡng thể mà bôi vào. Dưỡng thể thì không bôi ha, nếu dưỡng thể không bôi thì uống nước, uống nước cho nó gọi là gì ta, cho nó cấp nước. Bởi vì nếu như mà không uống nước thì làm sao mà da rẻ nó mướt mát được. Đằng này nước thì đã không uống, hoa anh thảo không uống, vitamin E không uống, nó mốc. Và cô gái đấy mặc một cái bộ đồ rất trend, rất trend, đó là chiếc áo sơ mi trắng mở cổ phèn ra này này, lệch vai này, mấy vai lệch vai này ha, mặc một cái váy jean lưng cao. Xong là đến đây này các bác, đến cẳng đùi này, sau đó là xẻ đằng trước, đóng khuy nhé, mấy cái váy em ấy mặc xẻ đằng sau. Úi rồi ôi, rồi các bác biết làm sao không, thì cô gái đấy mải mê selfie với nhau thì nó lệch mẹ cái đùi ra, em mới nhìn thấy cái đoạn mốc đấy đấy chứ chị. Rồi em nói các chị rồi, là phụ nữ là phải dưỡng thể, không dưỡng thể thì uống nhiều nước giùm con mấy mẹ. Trời ơi, con tắm hôm nay Hà Nội đó đấy, con tắm chỗ bình thường ở nhà chỉ bôi có 2 lần thôi, mà đậu xanh rau má em bôi nhiều thế này. Thế là rồi ôi, xong đến khi mà em mới bắt đầu dòm cái dung nhan nhan sắc của hai cô gái, ôi rồi ôi, sai đã sai lần một còn sai lần hai. Mày có biết không, mặt thì da dầu, tay cũng vẫn nó bóng. Xong mày nghĩ thì tầm này còn đánh cái màu mắt tím như cái bộ đồ mày đang mặc cái con bèo kia. Trời ơi, đánh phấn thì da dầu, nó đổ nền ra. Sau đó là cô gái đấy rất là thản nhiên ở góc độ là oánh màu mắt màu tím. Trời ơi, con lạy mấy mẹ Việt Nam anh hùng. Một sự sợ hãi của em các bác, một sự sợ hãi vô cùng. Vì sao? Các chị em nhắc nhở các chị một lần cuối cùng nha, là các chị phải nhớ, tạc lời ghi nhớ của em. Nếu mình chưa được đẹp thì mình hãy cố gắng sạch. Nếu mình chưa được sạch thì mình càng hãy cố gắng gọn gàng. Nếu như mà mình chưa được gọn gàng thì mình phải biết che giấu cái sự bừa bộn của mình. Nghĩ gì mà đi ra cái sân vận động Mỹ Đình cả đến mấy trăm nghìn người, phải đi cả đến cả một biển người. Ui rồi ôi, hai cô gái đùi thì to như cái đùi trâu, xong mốc. Ui, em là phụ nữ em nhìn em còn không thương cảm được thì đừng nói với đàn ông. Thế thì các chị đến vận sân vận động để là các chị làm gì? Các chị cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam thì hay là các chị đến để check in selfie? Đã không hò hết thì chớ thì phải sóng thần. Không sóng thần được thì bật điện thoại lên để vẫy vẫy. Vẫy không vẫy. Cả một hiệp. Xong mình quay ra mình nhìn này. Lường một cái. Bởi vì sao lúc ấy Việt Nam chưa có vào. Bực bội lắm các bạn. Ôi dồi ôi, gần hết đấy, gần hết hiệp, rất là giàu. Đây em dặn các chị nhá, chào Trương Thủy, chào Trần Huyền. Em lại các chị dùng em nhé. Là con gái không xinh thì phải sạch, không sạch được quá thì phải gọn, không gọn được quá thì biết che lấp, rác để đầy nhà nhé. Sợ lắm cơ. Lại còn có một cặp tình yêu, cả một trận đấu cứ hôn nhau với ôm nhau. Ô hay, thế đi xem bóng đá hay là hôn nhau? Nếu như mà cảm thấy bấn quá
thì ra chụp hình selfie thôi rồi xách cái háng về khách sạn mà đóng cửa bảo nhau. Đằng này cứ ngồi trước mặt mình hôn suốt thôi. Mà em tức chứ, mà em tức mà cái thái độ của một cái đứa gato ấy. Mẹ em 2 năm chưa được chịch một lần. Hốt 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 hốt. Xong trời thì lạnh, thằng chàng trai thì tỏ ra mình là một người mạnh mẽ các bạn. Dồi ôi, anh Thư Huỳnh dưỡng thể chị bán Victoria Secret 335.000. Có rất nhiều mùi. Đây là một trong những mùi đơn giản mà chị dùng thôi. Mùi nào cũng thơm. Xong là hôn nhau các bác. Mẹ em nhìn thấy chúng mẹ mày cho cái guốc vào đầu thôi. Mà hôm qua rồi ôi đi xem đá bóng mà nhiều chị đi high heels, high heels. Mẹ cao như thế. Đi bốt ngang đùi cao như thế. Các chị mặc có thể đẹp, rất đẹp. Mấy chị đi high heel đẹp lắm. Mặc thì xinh lắm. Các chị đi high heels. Em ước gì gãy con mẹ ở gót guốc đi. Các chị biết theo lấy đâu. Ôi rồi ôi đi high heels. Khác gì hôm trước đi 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 đi, đi ở cái lễ mà cái lễ gì nhỉ, cái lễ Phật đản cái gì ấy, vi sắc mà em theo dõi ấy, đi nấu ăn ý, ui rồi có một chị ở cán bộ nhà nước đi high heels 7 phân, mẹ đi ngược bộ lên ui rồi vỡ một hôn trường, đoạn đi dốc lên chị cái này cái chùa ui rồi ôi, thế là chị đi được khoảng 500 m chị phải bỏ đôi giày ra và chị trèo vào bằng chân đất đi lên trên ngọn núi bởi vì là các sếp đi trước cán bộ là lướt theo sau. Ôi rồi ôi mình phải biết mặc cái gì ở đâu và đi hoàn cảnh nào. Thưa mấy mẹ ra sân vận động làm ơn, ở sân vận động ấy là 90% là đàn ông, 5% là phụ nữ ôm ôi như em. Đi ra sân vận động chỗ đông người mà lại mặc quần sát háng gọn đít xong đi high heels, em ước gì chị đứt con mẹ dây chằng đi cho nó mẹ mà thắm tình dân tộc. À, điên xứng đối thủ em là điên, điên không ra phải chị. Nếu mà nói đến độ điên của em là điên không ra phải, nhưng mà em sợ chị đó chị quên. Không nè, không ta là bất thình lình mẹ bệnh bệnh mà ta phòng chị được, ơi chị tức cái, là độ điên của em ấy, người ta thì không muốn gần nó vì người ta biết bệnh nó bởi rồi, nhưng người mà ta bởi là bất thình chị lình. là một cái người nói bộc phát, khi chị phát bệnh một cái ai cũng đái ra quần như chị. Ví dụ như trưa nay trưa nay chị phát bệnh một cái ấy, mà tất cả mọi người dừng hình nha. Còn em là bị điên, là điên có gia phả, điên có oai phong lẫm liệt, điên hàng ngày hàng tháng. Còn chị của mình là điên bất thình lình, có nghĩa là bệnh này rất hay dẫn đến với đây là nhồi máu cơ não, các bác hiểu không, xấu hơn. Còn em ngày nào chả điên, em không điên các bác lại buồn đúng không các bác, em cảm thấy bị thương ghê các bác ạ. Xong rồi hôn nhau, em cấm nhé, em nghiêm cấm những cái thành phần thể loại đi xem đá bóng mà ôm nhau hôn nhau một cách chọt choẹt. Sau lưng em có 5 đứa con nít toàn ở tuổi độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi, đi ra một chỗ công cộng đi, mày giọng nước gato thì tôi nói từ nãy đến giờ là tôi gato mà tôi còn nói cái đéo gì đâu, mà các bác lại có thể thái độ với cán bộ như các bác rất là vớ vẩn, rất là không có đàng hoàng không ra gì. Từ nãy đến giờ bà vào sau bà lại còn không biết là tôi nói từ nãy là tôi gato với cái cặp đôi đó đã mặc áo đôi màu vàng, đã mặc áo đôi màu vàng, đứa con gái thì long Con lanh gái ấy. chị mà. Ừ, vừa live stream vừa quay clip, đứa con gái thì long lanh lộng lẫy hả, còn thằng con trai thì cởi cái áo khoác ra. Thế là đến lúc bị mẹ mà đi một làn gió mới nó thổi vô một cái mình thấy chàng trai xong mình bảo chứ để xem rằng là mày cứng được bao lâu, 10 phút sau lại mặc vào ngủ là ngủ thế nào, còn cảm giấc ngủ ngàn thu, cuộc đời này không có fan là chết đúng các bác. Đã bảo rồi bấm for, bấm vào ngay cái Facebook trang Trần, bấm like cho tôi đi, đi. Mẹ đéo hiểu chuyện gì trong cuộc đời này, tôi có làm gì lên tội. Một ngày up một bức hình từ sáng đến chiều 16 like đến 17 like. Thua mẹ cả thằng đánh trống ở đền 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 Cầu đền ngang. Nghĩ gì mà cái thằng đánh trống đấy, thằng Ngô Trác Huy gì đấy. Nó up một cái bức hình nó tag tôi vào nó có 500 like đi mẹ, 3 tiếng 500 like. Ừ, còn đi mẹ mà đường đường một celeb 600.000 follow mà up một bức hình từ sáng đến chiều đến bây giờ vừa thì nhìn thấy 34 like. chứng tỏ là nó đéo Không phải đéo thích lét chị ơi, dạo này chúng nó gato với em chị. Chúng nó bây giờ chúng nó report em, các bác bấm mẹ vào một cái liệu pháp mà chứ có co bóp thế nào, chúng mày co bóp khổ tâm ngày nào như ngày nào, cứ dăm ngày 3 trận là lại phải đi ra kêu gọi. Thì ấy chưa, để đâu đây thì đi ông mẹ. chơi mày cây thì dưới rít rít thì nó sẽ không trôi. Rồi. Ôi, tôi khổ quá, có nhiều chị hỏi em những cái câu hỏi mà em chán nếu muốn trả lời. Chị ơi, có uống cái gì để cho giữ nước với cấp nước không? Em đã nói với các chị rồi. Đấy ăn là uống Không thì có đấy cái gì giữ nước cả. Bà công nhận không, cuộc đời không có cái gì tự dưng giữ nước. chị đái ra chị lại uống chúng mày mày làm cái gì Ừ.
Vậy là chia bị trong một tuần. Ta đã bảo Hoàng Huệ tuần trước vừa bị chặn xong mở ra được 1,400 cala đi, phải 2 ngày sau lại bóp. Đéo hiểu chúng bóp cái gì. Ta nói chung thật chúng mày nhá, tử cung thì bóp, mà bóp co bóp thì để trường, bóp thắt để phóng thì trường. Đang mày tao có làm cái gì đâu. Chồng thì 2 năm chưa được chỉnh, visa Úc bây giờ đậu rồi mà chờ được. Còn có đứa con, mình bảo ông Louis là chứ gì. Anh ơi, hay bay sang Úc anh bay sang. Tôi gặp cô để làm cái gì? Tôi gặp... trả lời chứ, tôi gặp cô để làm cái gì? Kiến kiến mà không có visa thì em ở Việt Nam ở luôn đi. Sang đến đấy thì em lại nằm live stream cả tối á. Có nghĩa chồng em không nhu cầu gặp em các bác ạ. Chồng em chỉ có nhu cầu gặp Kiến và Bảo Bảo. Xong bảo xong thì bây giờ Kiến thì chưa có visa, Bảo Bảo cũng chưa có visa. Thế là chồng em bảo là hay là thôi, em cứ bay đi luôn nhỉ. Em đi đi một mình đấy các bác. Chồng em bảo chứ, tôi gặp cô để làm cái gì? Gặp cái mặt hàng ngày suốt ngày trên livestream tôi không thể chán à. Mà có gặp nhau thì có được làm cái gì không, hay là cô lại ngồi livestream từ sáng đến tối? Ra Phú Quốc tự livestream sáng tối mà. Đi livestream sáng tối nhé bác nhé. Bởi vì sao? Cái gì không có chồng thì không chết, mà nếu có livestream là em chết các bác ạ. Mẹ nhiều bà vào hỏi em những câu bó tay. Chị ơi có cái gì uống đi cấp nước không? Mình bảo chị một ngày chị uống bao nhiêu nước? À một ngày có khi nào chị cùng lắm chị uống một chai Lavi. Không thì có hôm chị cũng chẳng uống mà thế à? Thế thì chị có hiểu thế nào làm đéo có cái viên nào cái viên giữ nước? Nước có uống đâu mà giữ. Chỉ có một chỗ tự ra nước, nó dùi cui chui háng thì nó ra nước. Dùi cui nó chui vào háng thì tất cả nước ở các ngóc ngách sẽ đẩy vào cái háng, các bác hiểu không? Đấy dùi cui chui nước. Dùi cui chui háng nó ra nước. Nước thì đéo uống cứ toàn tin quảng cáo vớ vẩn trên mạng. Mẹ chị Trang ơi gửi hình địt mẹ cái viên này mà cấp được nước tặng làm con chúng mày luôn. Một ngày không uống nước thì lấy nước đơn mà cấp. Mẹ điên dầu. Đấy tàu sẽ trao nó lại. Một tuần nữa ra cắt tóc dài nhanh kinh khủng khiếp này. Thấy không? Để đâu này chị cũng khó thấy cắt rồi. Kéo có tiền đâu mua hàng cho ta đi. Để ta còn có tiền để cắt tóc. Mua hàng cho em ấy các bác nhá. Mua cái gì nhắn tin Zalo 0936368581 0905644699. Mua thì mua, đừng hỏi đi thì em chửi chết mẹ các bác. Trời ơi bây giờ đói quá. Mua mày. Đừng hỏi nhiều. Bây giờ thèm đi ăn. Nhớ nhá, đi tỉnh xa nhá thì mày bọc cái này vào. Hoặc nếu như mà nếu như mà không có cái này bọc thì lấy cái bao cao su chơi rồi ấy, bọc nó vào. Bởi vì cái này là em nói khuyên cáo các bác đéo hiểu sao bọn Mỹ nó sản xuất cái này thơm và mịn như này, nhưng mà cái nắp bên này nếu mà mình vô tình ấn vào đây phòi mẹ ra. Nhựa nó tiếp nhựa phải chấp nhận đâu. Thì đúng rồi thì đây thì để vào rồi nhà em đều có bao cao su anh hiểu chị hiểu không? Em lấy cái mang bọc thực phẩm, mang qua bóp vào đây này. Tối mai là cút rồi nên là không chỉ bôi một lần thôi. Em nói các bác rồi khổ. Cái gì đấy? Dưỡng thể cho nó mềm mà nghĩ đi. Bà có bôi không? Không. Bảo sao da bảo như da cắp ấy. Sử dụng này con mụ này ở đường ở Mỹ đấy các bác ạ. Lotion perfume. Thế nó thơm mà. 25 đô 2 hộp. Mua 3 hộp là 29 đô. Ôi đây này, sắp sửa là tuần sau phải nó xéo nữa. Biết rồi, tôi đã ôm hàng rồi bà. Dạ, Thanksgiving. Đâu, Christmas. Chuẩn bị Christmas cái con này. Tao đéo được đi nước ngoài cầm vất 5 năm tao vẫn biết Christmas người ta hay thường. Nói tiếng Anh thì đéo hiểu. Em nói tiếng Anh thì đéo là bọn Lào là hiểu. Người Lào hiểu. Em nói tiếng Anh Lào, Campuchia hiểu. Mỹ sinh, Hàn Quốc đéo hiểu. Thế là sao nhỉ? Em cần phải xem lại ngôn ngữ của em. Bôi mặt nạ xong này. Thấm đây này. Con đi mất dậy ngủ thế mà em đêm về đéo có gì vào mồm nữa. Mà chỉ có một nốt này thôi nhá. Vì đi vì lại bao nhiêu năm nay rồi. Em đéo hiểu sao như lời mình huyết ngải các bác. Em đã nói cho cái bộ mini này mấy con mẹ nào ấy mà muốn mua bộ mini là mới ra đi nhá, mới được có 100 hộp về thôi, đéo có nhiều đâu. Mà cái mẹ nó 100 hộp em cũng phải xài thôi chứ sao giờ. Bởi vì các bác biết sao không? Đi xa mà mang cái bộ lớn đi để dọa dồ à. Đi 1-2 ngày mang bộ này thôi. Bà nhìn cái da mặt bà với cái da mặt tôi nó có khác nhau nhiều không mà quên. Bà đánh phấn mà nó đổ như đổ bê tông. Bà chị mình không phải đầu hầu các bác ạ. Mình thấy mấy cấp đánh phấn xong mà một tiếng xong mà thấy mặt bác mình vỡ mẹ nền. Nguyễn Hòa ơi dưỡng thể 335.000. Đi mẹ đừng có mặc cả nhé. Bên Mỹ là 25 đô 2 chai. Mua 3 chai thì 29 đô nhưng đéo bao giờ bán cho các bác giá 3 chai sang Mỹ mà mua. Mẹ nó là 256 mil. 25 nhưng mà đã tính thuế chưa? Chưa thuế mẹ. Ừ, 6% thuế nữa.
Thì bên mới nói rồi, con đã bảo rồi, hôm trước con bạn em ở cửa khẩu chị là bán buôn có 40.000 một hộp thôi. Bán cho bọn mối là 60.000, nó là mày buôn đi, tao bán 60 là đi. Mẹ mày mua về để đổ buôn cầu à. Mẹ mua hàng Trung Quốc đi, mẹ sợ nhờ, 40.000 một chai Mua đấy mà dưa. dưỡng thể. Mua đi giữ. Con đi buồn cười cực nhất ở má. Con đi đây nhá, cái gì cũng mua của em chị ạ. À, mắt mắt ngủ môi này. Tự dưng nó lấy hình em mà đang em chửi như một con chó mà này, để mẹ con chó bỏ hình nó xuống. Tao mượn tí, đi mẹ nó mới về 20.000 hộp. Em hỏi là bao nhiêu tiền một hộp này? Nó là hộp mini 2.000 một hộp. Ủa. Hộp này là 10.000 một hộp, hộp lớn này này. 10.000 một hộp này chứ đít mẹ mày thế, chúng buôn đầy cậu á. Chỉ có cậu đít mẹ thế thì sao mày không lấy con mày em hàng của nhà mày mà bụ mà đánh. Là chị đít mẹ mày điên là bố mày biết bố con đánh bố bị ngu à. Live stream đấy, em đang live stream tự dưng nó gọi em ấy chị. Thế là tiện thể mới chửi nó cái tội dùng hình ảnh của em bán hàng đấy. Thế là chị đít mẹ ai chỉ biết mày bạn ấy. Nó xong em hỏi là bao tiền? 2.000 một hộp mini. Hạ 10.000 một hộp lớn. Đi mày cười vãi đái, các bác mua đi nhé, dùng dùng cho đẹp. Đi mẹ tiền ít đừng ngồi ít đừng Sợ thơm. nhỉ, Việt Nam này có tiền không biết là chỗ nào giả cho Ui sợi mẹ chỉ có con bán biết thôi mấy mẹ. Bộ V7 sữa ngon lành, trời lạnh bôi xong lạc gì thì làm nhé. Mẹ phải bôi dưỡng xong mình ngủ. Tôi say cỡ nào say vào quế. Về mẹ mày tôi cứ phải tẩy trang rửa mặt, đôi khi hôm là có hôm lông mi còn chưa lau sạch nhưng mà phải dưỡng ra. Xong có những hôm ấy, xong rồi tôi chụp hình mặt tôi gửi cho Louis đấy, Louis bảo em như một con dở điên đấy. Tại vì em đổ con mẹ mày cả một lọ dưỡng da lên mặt chị hiểu không? nhắn Xong rồi em Louis bôi không, em xoa lên mặt em dùng cái tay xoa 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 như kia đi. Em trà vữa ấy. Thế là thôi mẹ mày sạc mặt tự dưng mẹ mày tự dưng mà kem dưỡng đêm thì đâu lấy đâu, lấy con mẹ hộp la lên ngày. Đủ con mẹ lên mặt rồi kem nó ban đấy, ngày. tao mang lọ lăn lên ngày về dùng cái kia Đấy. là 72.000 làm miếng ngại chết mẹ luôn, Con mụ này. dưỡng da đâu có. Con mụ lười dưỡng da nhỉ. Tao mua một serum mà Chị Ninh Nghiệm ơi, cái bộ V7 mini này 550.000. Cái bộ này dùng được khoảng 15 đến 20 ngày. cái dưỡng môi của nó dùng thích đúng không? Nó live stream mới đồ mẹ pin không kịp đầy. Chị quế da không bằng da chị Trang, trời ơi chị quế như chúng mày ấy, da chỉ hơn mẹ chị quế, à quên còn thua da mẹ chị quế, tao nói mẹ thế cho nó nhanh mất lòng chịu. Mẹ chị quế da mặt rất đẹp vì mẹ chị quế ăn chay và uống nước từ sáng đến tối, còn chị quế nước thì đéo uống Có rượu những ngày ba bốn chai rượu ít nhất ba là bốn chai rồi. Nhưng mà chị ạ à, chị sinh có ra cho em. đó bộ mini này, bộ mini nhỏ nhỏ này này, ví dụ người nào chưa biết là hợp hay không mua bộ mini mà dùng, mẹ tao chưa thấy bộ đứa này đứa nào không hợp cả. 550.000 bộ mini nha. Tết năm ngoái đi mẹ bị cháy hàng, đéo có hàng bán. Bọn mini là cái hàng giống như là hàng tặng ấy. Tiền Nó tiện, bọn bọn hãng nó bán tặng. Ví dụ như mày mua 10.000 hộp, 10.000 một hộp set lớn nó tặng cho mày 100 set nhỏ chẳng hạn, 500 set nhỏ chẳng hạn. Thì mẹ hơi đéo đâu tặng các bác. Nói tôi phải ôm vốn chết con mẹ luôn, bị lên sửa cầm liên tục các bạn. Đấy. Còn này, mẹ Trung Quốc đẩy ngồi mà tặng. mình có serum, có mặt nạ để tủ lạnh toàn quên. Thế thì mà da đẹp lắm chị. Có bà khách hỏi chứ. Có mẹ hỏi là Mấy chứ. hôm con ăn thẳng không? À, Không, ăn mấy hôm, ba bốn hôm rồi. ừ bà này ăn không ăn được nhưng mà bởi vì sao bà không cần ăn thì tóc bà nhiều thì mà khỏi ăn. Thì đấy, hôm nào đấy chị Có cho nhiều hộp thì mẹ ăn hết rồi. mẹ tóc bà như cái chổi thì khỏi ăn. Có nhiều mẹ hỏi em ấy chứ. Chị Trang ơi. À, Không, hộp mini em mà. muốn mua bộ V7 mini em Có dùng bộ ăn thử được không? có tốt không chị? Mẹ chứ. Hàng ngày uống nước không? Không. Ăn Em ngày uống hôm ít qua lắm. ăn tin. Thế tối em có dưỡng da không? Em Thì lười lắm chị ơi, thế sẽ thôi ăn em để. muộn, Em cứ sẽ để ăn cái da muộn mặt thì đẹp hôm như thế sau cho sẽ ăn nhiều. natural. Em cứ để cái da mặt Thì nó hôm sau sẽ natural như ăn thế nó đẹp nhiều. lắm. Cứ phải nhai Sốt thì thì cả ruột mấy mẹ. nhai hết Để quên ở chỗ làm nhé, quên ở chỗ làm sắp quên rồi, để chỗ làm ăn đều thì em nói các chị rồi ha. Muốn đẹp thì phải chăm. Mà réo chăm thì thôi cứ để nếp nhăn tự nhiên như sóng sâu bờ. Da khô bong chóc cho nó natural, cho nó đẹp nhé. Đấy, mấy mẹ muốn đẹp. Chuẩn bị bôi hồng ti này, tí nữa tắt live stream cho mà xem ti thôi. ôi giời. Có chích không? Bảo có chích không? Có cần ti đẹp không? Thôi chịu khỏi. Nói chung mấy cái con mẹ ấy, mà dưỡng da đéo dưỡng thì bảo sao ti thâm. Nếu tôi là thuận tự nhiên. Chị mình thích nét đẹp thuật tự nhiên nên từ rồi các bác. Vâng, bà cứ để đấy. Đấy là chị của mình là Phương, à, Phương vợ Phương trông sống là độc cô cầu bác. Các bác hiểu không? Cái bà Mai Lai like rồi này bà vẫn còn xem nữa bà nội. Mấy mẹ đi ngủ đi mấy mẹ.
giờ đi sạc pin điện thoại đây. 1:30 sáng rồi không ngủ đi ngủ nhìn tôi nữa mấy mẹ. Này dưỡng thể xong rồi nó đéo bao giờ dính chỗ này. Cuối về mua đi. Chị ở sẵn Mỹ đi tiện lắm. Nó không có khô, nó không có. Cái này ừ. Tao có một trip kìa, có dự coi cho dùng. Thật bà ở mẹ trên núi nhưng mà lên có mẹ xin hồ mà ở. Bà trip của tao. Cũng... Tôi nghĩ là bà phù hợp nhất là biết làm gì không? Bây giờ bà đi bỏ Mỹ và về Việt Nam đi. Bà lên xin hồ bà ở. Tôi trả lương cho bà 1 tháng 10 triệu và trông 20 đứa trẻ con. Bà ở trên núi ha. Bà không dưỡng da, không bôi dưỡng thể. À, chị của tôi là một người sống tại Mỹ nhưng mà rất lười chăm sóc cơ thể. Một tiếp đấy, của ý thôi, dùng được một tuần lại để mẹ thế, không bao giờ dùng dưỡng thể mà đời đẹp. Em nghĩ chị nên dừng ở với khỉ đi, cho nó phù hợp với cái tư duy nét tờ dầu, thuận tự nhiên, thuận theo lẽ tự nhiên. Nha, yeah, mấy mẹ. 50 tuổi thì giả thâm thì hồng phải đeo. Lát tự ngồi im đấy. Thôi cúp máy live stream nha, tắt đi để cho bà xem vú, xem chim. Con này đóng thứ, tao thấy mẹ đóng đồ hàng. Bye bye mấy mẹ nhé. Ngủ đi, ngủ đi. Cháu mới hương ấy chứ.